Đây là đội bóng giữ thành tích tốt nhất tại vòng loại, đội Trường Đại học Huế. Sau 3 lượt trận, đội toàn thắng và có trong tay 9 điểm với 11 bàn thắng được ghi. Đội cũng giữ không để thủng lưới bàn nào. Cầu thủ mang áo số 9 Trần Duy Minh của đội đã trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất với 6 bàn được ghi. Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào chiều ngày 1 tháng 3 năm 2023, đội Trường Đại học Huế đã trở thành đại diện thứ hai của khu vực miền Trung giành vé vào chơi vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023. Lần đầu tiên thì gửi chúc mừng tới các cầu thủ, các bạn đã được chiến đấu coi như là mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Thì anh thấy riêng trận đấu chiều nay mà đội Đào Quý chỉ cần thua một trái là đội Đào đã loại rồi. Cho nên là trong quá trình chuẩn bị là ban huấn luyện nói chung là xác định tư tưởng và lên chơi có tinh thần các bạn rất tốt. Thế thì thắng ba trận mà không được bàn nào hoặc là chỉ được tối đa thì thật sự là trước khi vào đây thì ban huấn luyện cũng như vậy. Nhưng mà qua theo dõi từng trận đấu, xem xét từng đối thủ của mình thì đó là một kết quả mà mình nghĩ là cũng xứng đáng dành cho các cầu thủ của đội Đào Huế. Em rất tự hào khi được một năm trong đội bóng của Đại học Huế khi tham gia ở Đà Nẵng. Em và toàn đội đã đặt 200 sức khi đấy mỗi trận. Góp phần làm nên kỷ lục cho đội Trường Đại học Huế, thủ môn Trần Vinh Quang cũng đã nhiều lần đẩy bóng ra khỏi khung thành để giữ sạch lưới. Kết thúc cái vòng loại ở miền Trung thì đội em đã giữ sạch lưới. Em rất là vinh dự khi là một thành viên của đội Đại học Huế và đã giữ sạch lưới cho đội. Cảm xúc của em đang trải qua những trận đấu đó chính là hồi hộp và kiểu như là tôi đang luôn tầm đối thủ để có kết quả tốt nhất cùng anh em toàn đội tranh tầm vé đến bán kết. Cảm xúc của em rất là hào hức và rất là muốn đó là để trải nghiệm và ở một buổi trường ở Sài Gòn, vì lúc trước tụi em cũng đã đi tới Hà Nội nhưng mà đạt kết quả là không tốt và không được như tụi em mong đợi, nên ở trận này tụi em sẽ quyết tâm để cố gắng đạt đi sâu nhất có thể và không phụ lòng thầy cô và người hâm mộ. Cũng trong chiều ngày 1 tháng 3 năm 2023, vòng loại khu vực miền Trung của giải đấu đã chính thức khép lại sau 12 trận tranh tài từ 8 đội bóng đến từ các trường đại học cao đẳng. Hai tấm vé đại diện cho khu vực miền Trung thuộc về đội Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế và đội Trường Đại học Huế.